dòng tâm sự thứ nhất, chị dâu cũ vào thăm anh trai tôi nằm viện. Cả nhà ngượng chín mặt khi nghe chị nói: anh trai tôi bị tai nạn giao thông. Tôi đã báo tin này cho chị dâu cũ. Biết tin, chị vội vàng dẫn hai con đến bệnh viện ngay. Chi tiết của dòng tâm sự này ra sao? Kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Anh trai tôi và chị dâu yêu nhau 7 năm rồi mới làm đám cưới. Sau khi kết hôn, anh chị tự mua được nhà, rồi sinh con, son son 3 năm hai đứa. Đủ nếp đủ tẻ nên chốt sổ luôn. Có nhà, có xe và kinh tế rất ổn định, con cái lại đầy huề. Ai nhìn vào cũng khen anh chị nhà tôi giỏi giang. Cứ nghĩ hai người sẽ hạnh phúc, viên mãn đến già. Nhưng ai ngờ đâu, sau 6 năm cưới thì anh trai tôi lại ngoại tình và đòi ly hôn với chị dâu để đến với nhân tình. Vì không muốn nhà cửa tan nát, con cái lớn lên không có bố, nên chị dâu đã làm mọi cách để níu kéo chồng. Mềm có, cứng cũng có. Thậm chí chị còn nhờ đến bố mẹ tôi tác động. Tôi còn nhớ, khi đó bố mẹ tôi còn gay gắt đến mức tuyên bố thẳng: nếu như anh trai bỏ vợ để đến bên nhân tình thì bố mẹ sẽ từ mặt anh. Thế nhưng anh tôi như bị cô nhân tình kia cho uống bùa mê thuốc lú gì vậy, anh vẫn dứt khoát đòi ly hôn vợ. Vợ không chịu ký vào đơn ly hôn, anh trai tôi đã đánh chị để ép chị phải ra tòa. Quá thất vọng về người chồng vừa ngoại tình vừa vũ phu, chị dâu đành buông tay. Chị không muốn các con ngày ngày thấy cảnh bố mẹ gây nhau rồi sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Chị sợ các con sẽ bị ảnh hưởng bởi người bố không ra gì. Và hơn cả, chị không muốn chôn vùi cả cuộc đời mình bởi một người đàn ông không xứng đáng, nên chị đã dũng cảm rời khỏi cuộc hôn nhân địa ngục đó. Tôi ủng hộ chị và rất thương chị. Sau khi ly hôn, chị dâu cũ và hai cháu vẫn ở lại căn nhà đó. Anh trai tôi dọn ra ngoài sống cùng với cô nhân tình tên Ngân kia. Anh còn hay dẫn chị Ngân về nhà chơi, nhưng cả nhà tôi không ai ưa chị ta. Bởi vì chị ta đã phá nát gia đình, phá nát hạnh phúc của anh trai tôi, khiến các cháu tôi phải xa bố, xa ông bà nội. Họ bên nhau được 2 tháng thì anh trai tôi bị giáng chức từ trưởng phòng xuống làm nhân viên bình thường. Nguyên nhân là chuyện ngoại tình của anh trai bị lan đi khắp nơi, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Khi thu nhập của anh bị giảm xuống, chị Ngân tỏ ra rất khó chịu, suốt ngày mắng anh tôi là bất tài vô dụng, nên rất nhiều lần chị đòi chia tay. Không muốn mất người phụ nữ đó, anh trai tôi đã nhận thêm việc về làm để tăng thu nhập. Tuy nhiên, do không được nghỉ ngơi đầy đủ nên sức khỏe của anh yếu dần. Rồi một hôm, do buồn ngủ khi đang lái xe, anh tôi đã bị tai nạn và phải nhập viện để cấp cứu. Khi ấy, không còn biết anh trai tôi sống chết như thế nào, Ngân đã vơ vét hết tài sản trong nhà rồi bỏ đi, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với anh tôi. Vốn đã ghét sẵn, nay chị ta còn làm ra hành động vô lương tâm như vậy, bố mẹ tôi càng ghét hơn. Nhưng chuyện cũng đã rồi, có nói cũng đâu xoay chuyển được gì nữa. Có trách thì chị biết trách anh tôi đã dại mà thôi. Khi anh trai bị tai nạn, tôi đã báo tin này cho chị dâu cũ. Bởi tôi sợ, nhỡ đâu anh không qua khỏi thì cũng nên để chị và hai cháu đến bệnh viện gặp mặt anh lần cuối. Biết tin, chị dâu cũ vội vàng dẫn hai con đến bệnh viện ngay. May mắn thay, chị vừa đến cũng là lúc ca phẫu thuật hoàn tất. Bác sĩ thông báo anh trai tôi đã qua cơn nguy kịch. Lúc đó, cả nhà tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Suốt những ngày sau đó, gần như ngày nào, chị dâu cũ cũng dẫn hai con vào bệnh viện để thăm anh trai tôi. Chị chăm sóc anh trai tận tình, thậm chí còn thanh toán tất cả tiền viện phí của anh, khiến cả nhà tôi vô cùng cảm kích. Sau một tháng, anh tôi được xuất viện. Lúc đó, gia đình tôi đã níu kéo chị. Anh trai tôi cũng tưởng chị còn tình cảm với mình, nên đã xin chị tái hôn để hai con có một gia đình trọn vẹn. Nào ngờ, chị lại bình thản nói: có lẽ mọi người có chút hiểu lầm gì ở đây rồi. Không ai vấp ngã hai lần trên cùng một mặt sân.
Tôi tới thăm anh là vì các con muốn vào thăm bố. Tôi trả tiền viện phí, bởi vì ngày ly hôn, anh để lại căn nhà cho tôi và các con. Mà căn nhà ấy có sự đóng góp của anh, nên bây giờ tôi đóng viện phí cho anh, coi như là trả lại khoản tiền kia cho anh mà thôi. Nghe những lời chị nói, anh trai tôi ngượng chín mặt và xấu hổ vô cùng vì những lỗi lầm mà mình đã gây ra trong quá khứ. Cả nhà tôi cũng ngượng thay vì hiểu nhầm ý của chị. Dẫu vậy, anh trai tôi vẫn muốn quay lại với chị dâu cũ, nhưng không biết phải làm sao nữa. Tôi nên làm gì để giúp đỡ anh chị hàn gắn lại đây? Dòng tâm sự thứ hai. Chán nản vì vợ thường xuyên tụ tập chơi bời. Ngoài thời gian đi làm, vợ tôi hầu hết đều tụ tập bạn bè, ăn uống, chơi bời, rất ít khi có mặt ở nhà, cũng không quan tâm đến con cái. Thời gian gần đây, vợ tôi hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước kia, cô ấy là một người phụ nữ của gia đình, dịu hiền, đảm đang, chăm chồng con từ những điều nhỏ nhặt nhất, thì giờ đây cô ấy chỉ mải mê tụ tập với bạn bè mà thôi. Từ một người phụ nữ khá truyền thống, chẳng bao giờ mặc váy ngắn, vợ tôi thay đổi 180 độ, trở thành một người hoàn toàn khác. Cô ấy mặc đồ ngắn, phong cách sexy, cắt tóc ngắn còn nhuộm màu bạch kim. Ngoài thời gian đi làm, vừa về đến nhà là cô ấy lập tức thay đồ, tắm rửa rồi lại đi chơi cùng với bạn bè. Nhìn cô ấy chẳng ai nghĩ đó là một người phụ nữ đã có chồng. Chúng tôi có một cậu con trai đang học lớp 5. Nhưng buổi tối về nhà, cô ấy không bao giờ dành thời gian học cùng con, mà chỉ vung tiền thuê gia sư. Tình trạng này đã kéo dài hơn 2 tháng nay. Bố con tôi chẳng có nổi một bữa cơm nhà tử tế, vì vợ tôi thường xuyên đi thâu đêm suốt sáng. Thật ra, tôi biết chuyện này bắt nguồn từ chính bản thân tôi. Bởi vì trước đây, tôi cũng sống y chang như vậy. Cả ngày tôi chỉ biết đi làm, đi nhậu cùng với bạn bè. Thậm chí tôi còn ngoại tình để vợ bắt tại trận. Khi đó vợ tôi đã rất khổ sở, cô ấy một mình chịu đựng tất cả. Sau khi biết chuyện tôi ngoại tình, cô ấy từng đòi ly hôn. Nhưng tôi đã ra sức van xin vì tôi nghĩ đến con trai. Cô ấy cũng đồng ý không ly hôn nữa, nhưng lại trả thù tôi bằng cách này đây. Giờ đây tôi phải làm sao để vợ tôi trở về như trước đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự mà kênh vừa mới chia sẻ, thì cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.